hiền tôi kể câu chuyện đắng cay kiếp làm thuê. Đặng học hành chưa tới đi làm thuê để nuôi mộng ước. Người học tài thi đỗ với mong ước mai sau thành đạt. Với kiếp sống tha phương mộng một mai tương lai đổi đời. Nào là từng câu nói tiếng bịa mai bên tai từng ngày. Gặp ngồi mà nuốt đắng đi bàn ơi nghĩ cho ngày mai. Cuộc đời này ai chẳng mong một mai tương lai đổi đời. Mà cuộc đời đâu dễ một bước chân lên cao tận trời. Cuộc đời này có mấy ai ngồi không xây nên bạc vàng. Bao phong bà bão táp tuổi nhục đắng cay thân làm thuê. Nhiều lần ta khóc mà đời có thấu. Dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế. Nhiều lần được tin báo nơi làng quê khiến ta lòng đau. Tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sống xa mẹ cha. Cuộc đời người ta ai ai cũng muốn. Rồi một ngày thoát ly thân phận bạc béo của kiếp nghèo.